Hồi thứ 48. Nhờ diệu kế một bạn về đường, hủy dung nhan bốn nàng bền chí. Từ rằng khéo thai đất lạ thay trời, tri âm lại trả nghĩa người tri âm. Những như ân nội quán chìm, trong mây nghe sấm đen rằm xa xăm. Hận ly biện âm thầm nhiều ít, trống chín châu hò hét dập dìu. Cô trung níu lấy tùy triều, sợi chỉ mảnh đứt sớm chiều qua rơi. Trùng hưng may lại tốt tươi. Từ xưa biết người thì sẽ có biết người biết mình. Đã là bậc tri âm, tất gặp người tri âm. Đã là khách chung tình thì sẽ có khách chung tình báo đáp. Cả đời tùy dựng đấy, chí mỗi chăm chú là phụ nữ. Tất cả chỉ vì phụ nữ mà hành động, đem cả giang sơn gắm vóc, vứt phí vứt hoài. Cũng bởi thế nên có được những phụ nữ đột xuất vì cảm ơn, mà quên thân mình để báo bậc tri kỷ, báo quốc gia, xả thân thủ tiết, quỷ hoại dung nhan báo đáp kẻ chung tình, danh thơm lưu sử sách. Lại nói chuyện Tư Mã Đức Kham, sau khi đã sai Thắt Cổ Dượng Đế, liền sai người đi báo cho Vũ Văn Hóa Cập. Hóa Cập lệnh cho Bùi Kiền Thông dẫn lính tráng kéo đi giết chóc một loạt tôn thất, thần vương, Thục Vương Dương Tư, Tề Vương Dương Giản, Yên Vương Dương Đạm, không kể già trẻ lớn bé đều giết hết. Duy chỉ có Tần Vương Dương Hạo, vốn chơi thân với Trí Cập nên được Trí Cập cứu cho, thì mai sống sót. Tiêu Hậu ở trong cung lấy ván giường tủ đóng quan tài, rồi chôn cất cho Chu Quý Nhi cùng Viên Bảo Nhi ở Lưu Châu, đường thuộc Tây Viện. Chính là một gương châu gấm riêng còn mất, ba thước mồ ma đắp tháp cao. Hóa Cập giết xong các thân vương, tự mình đem theo giáp binh vào nội cung, định giết luôn hoàng hậu, các phi tần để tuyệt gốc tận rễ. Đang trên đường vào chính cung thì thấy một người đàn bà cùng với rất nhiều cung nữ theo sau khóc lóc. Hóa Cập liền lên tiếng quát: "Ngươi là ai mà lại vào đây khóc lóc?" Người đàn bà vội vàng quỳ xuống thưa: "Tiếp chính là hoàng hậu họ Tiêu, xin tướng quân hãy tha mạng." Hóa Cập thấy Tiêu Hậu mặt hoa da phấn, dáng điệu thanh cao, trong lòng mười phần xứng ý nên không đang tâm mà hạ sát, bèn nói: "Chúa thượng vô đạo, ngược đãi trăm họ, kẻ có công không được thưởng, cho nên mới giết đi. Nhưng chẳng can hệ gì đến các ngươi, không việc gì mà phải sợ hãi. Ta tuy là hạng vũ tướng, nhưng cũng bởi vì dân mà trừ hại, thật không có lòng nào khác. Nếu không có lòng tị hiềm, xin cùng hưởng phú quý." Rồi đưa tay đỡ Tiêu Hậu dậy. Tiêu Hậu thấy Hóa Cập nói nàng nhẹ nhàng nên cố lấy giọng thọ thẻ vừa sụt sùi: "Chúa thượng vô đạo, lẽ nên chịu tội chết, còn sự sống chết của thiếp xin hoàn toàn nhờ cậy ở tướng quân." Hóa Cập đáp: "Ngươi hãy cứ yên lòng, chuyện này chủ trương là ở ta cả, không sợ mất giàu sang đâu." Tiêu Hậu thưa: "Tướng quân đã nói thế, sao không lập con cháu nối ngôi để tỏ rõ việc làm đại nghĩa?" Hóa Cập đáp: "Ta cũng đã nghĩ như vậy." Rồi ban lệnh theo ý chỉ của vua, của hoàng hậu, lập Tấn Vương Dương Hạo làm vua, rồi tự mình lập làm đại thừa tướng, cầm đầu trăm quan, phong em trai là Vũ Văn Trí Cập làm Tả Bộc Xạ, phong em trai khác mẹ là Vũ Văn Sĩ Cập làm Hữu Bộc Xạ, phong con trưởng của Vũ Văn Thừa Cơ, còn thứ là Vũ Văn Thừa Chỉ làm tướng. Coi giữ binh quyền, còn ngoài ra thì bọn tâm phúc đều được thưởng công, được trọng dụng. Nhưng bọn quan lại lâu nay có oán cừu với Vũ Văn Hóa Cập, như nội sử thị là Ngô Thế Cơ, ngự sử đại phu Bùi Ôn, bí thư giám Viên Khắc, tả phiên vệ tướng quân Lai Hoạch Nhi, hữu phiên vệ tướng quân Vũ Văn Hiệp, thiền ngưu Vũ Văn Xương, lương công Bùi Cử, kể cả gia quyến con cháu đều đem đi chém tất.
Cấp sự Lan Hứa Thiện tâm chưa kịp đến triều Dương để chúc mừng, Hóa Cập cho người tới tận nhà gọi đến. Lúc được tha về, Thiện Tâm ra thẳng không tạ ơn. Hóa Cập nổi giận giết ngay. Mẹ Thiện Tâm là Phạm Thị, tuổi đã 92, lúc làm tang không hề khóc. Có người hỏi tại sao, Phạm Thị đáp: nó chết vì nạn nước, ta có đứa con như thế thì việc gì mà ta phải khóc. Rồi nằm liệt không chịu ăn mà chết. Hóa Cập nhân tướng sĩ đều muốn về Tây, liền đưa hoàng hậu cùng với vua mới trở về Trường An, đem theo tất cả những mỹ nhân để hưởng lạc, bắt hết cả thuyền bè, theo đường thủy thủ từ Bành Thành mà đi đến Hiển Phúc Cung. Bọn Tư Mã Đức Kham cùng Triệu Hằng Khu giết quá, ghét Hóa Cập dâm loạn với bọn cung phi, không nghĩ gì đến tướng sĩ, mới dẫn hậu quân ập bắt Hóa Cập. Không ngờ không giữ được kính lại bị Hóa Cập giết chết đi. Đi đến Hoạt Đài, Hóa Cập giao cho Vương Quỷ trông coi mọi việc, còn mình thì thẳng đến Lê Dương đánh vào Thương Thành. Lại nói chuyện vợ chồng Vương Nghĩa dẫn Triệu Vương cùng các phu nhân đi cách Vu Thành khoảng 20-30 dặm, nhờ một nhà dân nghỉ lại qua đêm, thì nghe phía sau tiếng pháo nổ, tiếng hò hét vang trời. Tình tức người đi lại đều nói trong thành có biến lớn. Vương Nghĩa vẫn để Triệu Vương đóng giả gái như cũ, con sắp xếp để Đình Đình, Tử Yên cùng Giả Nhi đều cải dạng nam trang. Năm phu nhân Sa Địch Tần Lý cùng với con A Hoàng vẫn mặc quần áo phụ nữ như cũ. Tử Yên nói: ta tối qua xem thiên văn, biết rằng chúa thượng đã bị giết hại rồi. Chúng ta tuy thoát khỏi lòng vây, nhưng không biết đi đâu bây giờ để cho yên. Vương Nghĩa đáp: chẳng nơi nào có thể đi được cả, trừ một nơi. Mọi người vội hỏi: nơi nào thế? Vương Nghĩa đáp: Thái Bộc Dương Nghĩa Thần năm trước lo chúa thượng nghe lời bọn Nịnh Thần thù hết binh quyền, vì vậy Dương Thái Bộc trở về quê Thái Bộc, đã biết rõ số nhà tùy đã hết, thay tên đổi họ ẩn cư ở vùng Đầm Hồ Lôi Hạ thuộc Bọc Châu. Người này trí dũng kim toàn, trung quân ái quốc. Chúng ta nên đến quê Thái Bộc, thấy Ấn Chúa, Ấu Chúa ở đây, Thái Bộc tất sẽ có phương cách. Tử Yên vui mừng nói: Thái Bộc chính là cậu của ta, ta vẫn hàng ngày hay nói chuyện cùng Sa phu nhân, tìm về đấy thì yên ổn rồi, chỉ sợ không biết ý của các phu nhân ra làm sao. Bàn bạc xong, mọi người thuê thuyền đi Bọc Châu. Lại nói Nghĩa Thần, từ năm đại nghiệp thứ bảy bị dẹp pha, nên phải nạp lại ấn kiếm, phòng xa lỡ tai họa đến thân, nên thay tên đổi họ vào ở Lôi Hạ, hàng ngày làm bạn với ông Ngư, ông Tiều. Hôm ấy nghe tin ở Giang Đô Hóa Cập giết vua loạn cung, Nghĩa Thần buồn rầu than: Hóa Cập là cái loại thất phu ngu dốt, nên mới dám ngóng cuồng như thế. Khá tiếc cho người em sĩ Cập, vốn đi lại với ta khá thân thiết, mai kia có chuyện thiên hạ cùng hợp sức đánh dẹp bọn này, ta nỡ nào ngồi yên, nhìn dòng họ Vũ Văn phải cái nạn tuyệt hậu. Phải mau mau tìm cách khiến cho sĩ Cập có thể giữ được thân mình tránh khỏi họa này. Liền sai người nhà là Dương Phương đem theo một cái bình. Nghĩa Thần tự tay lấy giấy bút niêm phong thật kín miệng, theo đường tắt đến Lê Dương đưa cho sĩ Cập. Sĩ Cập thấy Dương Phương vui mừng rồi nói: ta đang ngày đêm trông ngóng tin tức, không rõ hiện tại Thái Bộc đang ở đâu, thì nhà ngươi đã đến. Liền dẫn vào trong thư phòng cho Tả Hữu ra ngoài, rồi lại hỏi: Thái Bộc hiện đang ở đâu, gần đây làm những gì? Dương Vương đáp: Thái Bộc tiểu nhân từ ngày bị điều tiến đến nay đã thay tên đổi họ về vùng Lôi Hạ, vui với chuyện kiếm củi câu cá. Sĩ Cập hỏi: có thư của Thái Bộc không? Dương Vương thừa: thư thì Thái Bộc không có đưa gì cả, chỉ tự tay niêm phong vật này để làm tin mà thôi. Sĩ Cập vội mở ra xem, thì thấy bên trong chỉ có 2 quả táo cùng một miếng đường hình con rùa. Sĩ Cập nhìn hồi lâu vẫn chẳng hiểu ý nghĩa là ra sao, liền gọi Tả Hữu dẫn Dương Phương ra hậu dinh cơm rượu, rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi.
Bỗng bình phong vén lên một mỹ nhân xuất hiện. Đó là em gái rất thân thiết của Sĩ Cập, tên gọi là Thục Cơ, tuổi vừa 17, vẫn còn chưa chịu tính chuyện gia thất. Tuy chẳng phải bậc khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng rất thông minh sáng sủa. Thấy Sĩ Cập cứ trầm ngâm không nói, liền hỏi: "Xin hỏi anh, cái này là ai đưa đến mà anh phải nghĩ ngợi bằng khoan như thế?" Sĩ Cập đáp: "Cái này là của người bạn cũ Thái Bộc nhà Tùy, Dương Nghĩa thần đã gửi đến. Thái Bộc rất tinh thông binh pháp, biết rõ thiên văn, nhân bị tước cả binh quyền nên bỏ quan đi ở ẩn. Nay sai người gửi cho ta một cái bình, niêm phong cẩn thận, ở bên trong chỉ có hai thứ. Thật đúng là một câu đố khó giải." Thục Cơ xem xét một hồi rồi nói: "Cũng chẳng có là gì hiểm hóc đâu, chẳng qua là khuyên anh nên mau mau theo về nhà Đường thì mai thoát khỏi quả thí nghịch vậy. Con rùa làm bằng đường là quy đường, nhưng quy là rùa, tại đồng âm với quy là về theo hàng, nên hiểu ra là theo về nhà Đường. Quả táo là tảo, hai quả táo là tảo tảo, gần âm với tóc tóc là mau mau. Vì vậy Thục Cơ giải là mau mau theo về nhà Đường đi." Sĩ Cập cả mừng: "Em gái ta thật là thông minh tài trí, nhưng ta cũng không tiện viết thư trả lời, mà cũng cần lấy một vật gì đó để gửi lại cho Thái Bộc, để Thái Bộc hiểu được ý định của ta mới được." Thục Cơ đáp: "Nhưng không biết chủ ý của anh là đã thật quyết hay chưa? Nếu đã quyết thì có gì khó đâu mà trả lời." Sĩ Cập đáp: "Hóa Cập làm những việc này, ta đứng xem cũng biết là sẽ thất bại. Đến lúc bị đánh lại sẽ không thể nào chống đỡ kịp nữa rồi." Thục Cơ liền nói: "Thế ý anh là đã quyết, em sẽ sang bên này tìm mấy thứ nhỏ gửi cho Thái Bộc thế là xong." Thục Cơ đi một lúc quay lại, thấy tài cầm lấy một cái hộp sơn đen. Sĩ Cập mở ra xem thì thấy một con ngỗng làm bằng giấy cho trẻ con chơi. Cổ con ngỗng lại đeo một cái thìa nhỏ tí, trên thìa lại có dính một lá bùa tính số mệnh nho nhỏ. Tất cả đều được xếp gọn ghẽ. Sĩ Cập ngạc nhiên hỏi: "Như thế nghĩa là gì?" Thúc Cờ ghé tai Sĩ Cập nói nhỏ mấy câu. Sĩ Cập khen hay rồi đóng hộp lại, cũng niêm phong cẩn thận, rồi đưa ngay cho Dương Phương cầm về. Ngày hôm sau, Sĩ Cập vào gặp Hóa Cập rồi nói: "Tần Vương Lý Thế Dân đã hội họp binh mã ở các nơi để chinh phạt. Thần ý muốn dẫn một vài gia đình giả làm dân chạy loạn lên trước để xem xét hư thực ra làm sao. Vài ngày xin quay về mà thư kỹ." Hóa Cập bằng lòng. Sĩ Cập liền gọi vợ con cùng với Thúc Cơ giả dạng làm nam trang, thù thập tế nhuyễn rời khỏi Lê Dương đến thẳng Trường An. Lúc này cung đế đã nhường ngôi cho Lý Uyên. Vua Đường Lý Uyên lên ngôi, cải hiệu là Vũ Đức. Sĩ Cập đem em dâng cho vua Đường làm chiêu nghi. Vua Đường phong cho Sĩ Cập làm thượng nghi, cai quản công việc tam ti quân sự. Lại nói Dương Phương cầm cái hộp sơn đen của Sĩ Cập về Bối Châu gặp chủ để tâu trình. Nghĩa thần mở ra xem thấy thế thì vui mừng nói: "Thế là bạn ta đã có nơi chốn yên ổn rồi." Dương Phương hỏi: "Thưa Thái Bộc, như thế nghĩa là sao?" Nghĩa thần đáp: "Sĩ Cập chẳng nói gì cả, xin nhắn, tôi xin kính cẩn vân mệnh mà thôi." Con ngỗng là Nga, gần âm với ngã là tối. Cái thìa là cẩn, đồng âm với cẩn là kính cẩn. Lá bùa tính toán số mệnh gọi là toán mệnh, đọc chệt là tuân mệnh, nghĩa là ngã cẩn tuân mệnh. Nhân đó hỏi Dương Phương: "Người ở Lê Dương thấy được những chuyện gì? Dòng dõi tiên đế có ai thoát nạn được không? Các quan trong triều ai là người giữ được tiết nghĩa?" Dương Phương thừa: "Tiêu Hoàng hậu thì đã thất tiết, các bậc phu nhân phi tần cũng chạy trốn được ít nhiều, chỉ có Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi mắng giặc mà chết. Hoa phu nhân ở viện Thúy Hoa, Tạ phu nhân ở viện Ảnh Văn, Khương phu nhân ở viện Nhân Trí đều tự thắt cổ mà chết. Hóa Cập thấy Lương phu nhân ở viện Cảnh Minh dung mạo thần tiên, ý muốn giữ cho mình, nhưng phu nhân không chịu, chửi mắng thậm tệ.
Quá Cập tìm mọi cách để dụ dỗ, phu nhân vẫn không chịu theo, cuối cùng thì cũng bị giết. Viên quý nhân nhà ta không hiểu đi đường nào, tiểu nhân hỏi kỹ mà vẫn không ai biết. Tôn thất hoàng thân bị giết hết cả, chỉ có Tần Vương Hạo thân thiết với Trí Cập nên phải miễn cưỡng tôn lên làm vua. Không ngờ gần đây bị Hóa Cập cho uống rượu độc mà giết chết. Nghe nói còn con nhỏ của Triệu Vương Cảo đã trốn được, đang cho người lung khắp nơi để bắt. Nghĩa thần nghe xong đập bàn rơi nước mắt. Nghịch tặc dám ngang ngược tàn ác đến như thế. Bá quan văn võ phần lớn là phường hám vị sợ chết, nhưng các vị đại thần ở các phiên trấn há không còn ai trúng nghĩa nghĩ tới chuyện trừ diệt cái lũ nghịch tặc này hay sao? Khóc than một hồi, đêm ấy trong lòng buồn bực, thắp một cây nến lớn ngồi trong thư phòng, cúi đầu xem sách, lúc lúc thì lại than thở. Mãi tới canh hai thấy trong người mệt mỏi nên lên giường nằm, nhưng vẫn không ngủ được. Ngoài cửa trăng sáng như ban ngày, trong lúc trằn trọc chẳng yên, liền ngồi dậy ra sân. Bước đi vẫn còn nghi ngờ thì thấy có một người đội mũ, áo bào đỏ, hoảng hốt tiến lại. Nghĩa thần nhìn kỹ, trong lúc tâm thần bất định, ánh trăng chiếu từ phía sau nên đành cất tiếng hỏi: Hứa công đến đây sao? Người này đáp: Thật vừa mai gặp tướng công ở ngoài này, xin tướng công hãy mau ra tiếp ngự giá. Lúc này Nghĩa thần quên cả chuyện Dượng Đế đã chết nên vội bước ra phía cổng. Thấy Dượng Đế đội khăn the mỏng, áo lông cổn thiêu rồng, lúc ẩn lúc hiện, cổ lại quấn một dải lụa trắng, theo sau là hai cung nữ, mà trên mặt thì đầy máu me. Đỡ Dượng Đế, Nghĩa thần hoảng hốt quỳ lại, chỉ thấy Dượng Đế lấy hai tay bưng mặt, rồi nghe một cung nữ lên tiếng: Lão tướng quân, bệ hạ dặn lão tướng quân như thế này, mẹ con Triệu Vương đã đến, phiền lão tướng quân hãy giữ gìn cho, chỉ có mỗi việc đó thôi, xin lão tướng quân hãy bình thân. Nghĩa thần đang định hỏi Triệu Vương đang ở đâu, ngẩng đầu lên nhìn thì chẳng thấy nữa. Trấn tĩnh lại thì trăng đã lặn về tây, tiếng gà sao xác báo sáng, phương đông đã thấy sáng mờ mờ. Nghĩa thần trong lòng nghi hoặc, lấy làm lạ kỳ, ngồi dậy xuống giường, gọi tiểu đồng mở rộng cửa lớn, rồi dạo khắp trong sân ngoài ngõ. Trong bên đông, ngó phía tây, vẫn chẳng thấy có sự gì lạ. Bỗng thấy dưới suối có tiếng lao sao, rồi một chiếc thuyền ghé vào trong bờ. Nghĩa thần cùng tiểu đồng núp sau gốc cây nhìn xuống, thấy một người chấm thuyền, lên bờ buộc thuyền lại. Từ trên thuyền có một người đi xuống, đứng lại trên bờ cao nhìn ngó xung quanh. Lúc này trời vẫn chưa có sáng hẳn, người trong nhà vẫn chưa có dậy. Nghĩa thần không chờ được nữa, bước ra hỏi người này: Ngài ở đâu đến đây, định tìm nhà ai đây? Người này vội chắp tay vái chào rồi đáp: Chúng tôi là người Giang Đô chạy nạn đến nơi đây. Vừa nói vừa nhìn kỹ Nghĩa thần từ đầu đến chân. Nghĩa thần cũng nhìn lại một lần nữa: Ngài có phải là họ Vương chăng? Người này lại liếc nhìn, rồi nâng hai tay Nghĩa thần khẽ hỏi: Lão tiên sinh có phải họ Dương chăng? Nghĩa thần thấy nói thế cũng nắm lấy tay người vội vàng hỏi: Ngài có phải là Tuần Hà Vương Đại Phu hay chăng? Người này đáp: Tiểu nhân chính là Viễn Thần Vương Nghĩa. Nghĩa thần nghe thấy liền kéo tay vào trong. Vương Nghĩa vội ghé tai Nghĩa thần nói nhỏ: Xin hãy khoan đã, hiện còn Triệu Vương cùng các phu nhân ở dưới thuyền. Nghĩa thần thấy nói thế vội dục: Trời đã sắp sáng rồi, mau mời Triệu Vương vào nhà ngay cho. Nghĩa thần gọi tiểu đồng mở rộng cửa chính, rồi vào nhà mặc dù áo mũ cân đai đứng chầu ngay bên cửa để đón mọi người. Vương Nghĩa cũng đứng ngay bên dưới giới thiệu từng người. Viên Tử Yên lúc này đang đóng giả đàn ông, bước tới cổng thấy Nghĩa thần vội vàng thưa: Cậu ơi, cháu gái cậu đã về đây. Nói rồi không ngăn được nước mắt, bái lại đi vào. Nghĩa thần giơ hai tay kéo mặt nhìn cho rõ: Thì ra con nhà họ Viên đây. Ta mấy hôm trước đã có sai ngươi đi hỏi thăm tin tức, nhưng chẳng có ai biết. Nay thì đã về nơi đây rồi, tốt lắm. Hãy khoan chào lễ vội, cứ vào trong nhà đi đã.
giúp cho Triệu Vương cùng các phu nhân thay hành trang ngay đi. Nghĩa thần thấy La phu nhân, họ La đã mất sớm mới lấy vương phu nhân hiện nay, xin chỉ có một người con mới năm nay tuổi 5 tuổi tròn, tên là Hình Nhi. Lúc này vương phu nhân cũng ra tiếp đón mọi người. Nghĩa thần cùng Vương Nghĩa ngồi trong thảo đường. Vương Nghĩa đem những chuyện vào cung ra thành thế nào kể lại một lượt. Sau đó Triệu Vương bước ra, tuy mới 9 tuổi nhưng hiểu biết hơn người. Rồi cả Sa phu nhân cùng các phu nhân khác cũng lần lượt kéo ra. Nghĩa thần thấy Triệu Vương đã thay quần áo, rõ ràng mặt vuông chữ điền, hai tai lớn, mắt sáng mi thanh, nghiễm nhiên là một vị thái tử cành vàng lá ngọc. Bất giác trong lòng cũng thấy kính phục, gọi ngay tiểu đồng trải thảm, kê ghế dựa, rồi làm lễ vua tôi. Triệu Vương kéo tay Sa phu nhân mà rằng: "Mẫu thân, lúc này là lúc nào mà lão tướng quân còn định làm lễ như thế này? Nếu cứ lấy chuyện lễ tiết ra mà đãi như vậy thì mẹ con ta thật không dám đến đây, rồi nhất định không chịu ngồi lên ghế dựa mới kê." Tử Yên nói: "Thưa cậu, Triệu Vương ít tuổi chẳng cần phải làm thế, xin cậu làm lễ vái chào bình thường là được rồi." Nghĩa thần đáp: "Nếu đã như thế cũng không dám cưỡng ép, xin mời ngồi lên đệm đây để lão thần vái chào." Triệu Vương nói: "Xin cứ lại chào mẫu thân trước, rồi sau đó mới đến ta." Sa phu nhân đáp: "Nếu bàn chuyện lễ nghĩa chính thống thì trước tiên là Triệu Vương." Triệu Vương nói: "Mẫu thân lúc này đang trong thảo đường như thế này, nói gì đến chính thống? Huống chi nếu ta không được tiền để ký thác cho mẫu thân che chở cho, thì cũng đã cùng Thục Vương Tư, Tề Vương Giảng đều đã thành hồn quan ở dưới dạ đài cả rồi." Nghĩa thần thấy Triệu Vương nói năng đâu ra đó, nặng nghĩa đầy tình thì lấy làm kinh ngạc. Tử Yên cùng Giả Nhi liền đỡ Sa phu nhân lên, rồi kéo Triệu Việt Vương ngồi ngay ở bên vai của phu nhân. Nghĩa thần liền làm lễ vái lại. Sa phu nhân rơi nước mắt mà rằng: "Nhà tùy giờ chỉ còn có mỗi một chút này, xin lão tiên sinh hãy giữ gìn cho. Trời đã có linh thiêng cũng phải cảm ơn đó." Nghĩa thần đáp: "Lão thần này đâu dám hết lòng, đâu dám không hết lòng trung nghĩa." Rồi lại bốn lại, tiếp đó lại chào các phu nhân cùng Giả Nhi. Đình Đình vội lui lại ở phía sau, Tử Yên cũng không dám nhận lễ. Nghĩa thần nói với Vương Nghĩa: "Viên quý nhân là cháu gái của ta, đứng ở hàng phu nhân như vậy thì có gì là không phải đâu. Huống chi Triệu Vương mà không có Vương Đại Phu cùng mọi người đây, thì làm sao chúng ta có dịp quân thần hội họp ở đây? Trước mắt công việc còn nhiều chuyện phải làm, Vương Đại Phu còn phải khó nhọc nhiều, xin để ta lòng thành vái một vái vậy." Tử Yên vội kéo Đình Đình đến bên cạnh Vương Nghĩa cùng làm lễ. Sau đó Tử Yên bước ra lại Nghĩa thần bốn lại. Nghĩa thần sai người bày ra bốn bàn tiệc rượu rồi lên tiếng: "Đáng ra cũng muốn xin mời các phu nhân vào trong để khoản đãi, nhưng ở đây chỉ là cảnh rừng núi dân dã, cơm rau rượu quê nào phải sang trọng gì. Phương Chi cũng có chuyện muốn nói, nên xin hãy ngồi tạm ở thảo đường này đã, để mọi người được nâng chén cùng nhau." Sa phu nhân cùng Triệu Vương ngồi một bàn, các phu nhân Tần Địch Hạ Lý cùng Giả Nhi, Đình Đình với Tử Yên thì ngồi hai bàn, Vương Nghĩa cùng Nghĩa thần thì ngồi một bàn. Rượu được 3 tuần, Vương Nghĩa nói với Nghĩa thần: "Lão tướng quân tuổi đã cao mà vẫn còn thích dậy sớm, để may mắn tiểu nhân gặp được, khỏi phải hỏi thăm lôi thôi." Nghĩa thần đáp: "Cũng chẳng phải ta thường dậy sớm đâu, mà chính tiền đế đã tới trước để báo tin, cho nên ta vội trở dậy ra cửa mà chờ đón thôi." Triệu Vương vội hỏi: "Tiên đế báo tin ra làm sao?" Nghĩa thần đem chuyện tối qua kể lại tỉ mỉ. Các phu nhân khóc sướt mướt. Nghĩa thần nói với Triệu Vương: "Lão thần từ ngày bị đuổi về là một ông già thôn quê, chẳng hề ngó nhìn đến việc ngoài cửa. Không ngờ tiên đế đã linh hiển,
chẳng khác được giao phó công việc trước điện rồng. Thừa ơn Triệu Vương cùng với các phu nhân giáng lâm nơi liều cỏ này. Không phải lão thần này dám phụ tiên đế cùng Triệu Vương, nhưng ở trong nơi liều cỏ nhà tranh này, tường tháp mái dột không phải là nơi cho rồng phượng ẩn náu. Lỡ có chuyện gì sai sót, làm thế nào mà cứu chữa? Mà chỉ có thể trú chân 3-4 ngày, lâu hơn nữa thì sợ sinh biến vậy. Sa phu nhân cất lời: thế thì bây giờ nên chọn nơi nào? Nghĩa thần đáp: chỗ ở thì cũng không phải là hiếm. Cha con Lý Huyền Thúy đều là bậc đại thần của nhà Tùy, nài nắm trong tay 20-30 vạn binh mã, đóng giữ Kim Dung Thành, đóng bộ Việt Vương, tả bọc xạ Vương Thế Sung, cũng có mấy vạn binh mã đóng giữ Lạc Thương, Lý Uyên ở Tây Kinh. Đã lập Hoàng Tôn Đại Vương Hưu làm vua, hưng binh thảo phạt, lúc này đang còn giả mượn danh nghĩa. Lúc đã thành công nhất định sẽ bỏ danh đó đi để tự lập, còn nếu bại thì cùng nhau chịu diệt vong, không thể tính chuyện suốt đời cho được. Vì vậy mà lão thần này vẫn trù trừ không dám quyết. Chỉ có hai nơi này là có thể tin được. Một là tổng quản U Châu, người này họ La tên Nghệ, tuổi tuy đã cao nhưng vẫn một dạ trung thành, vẫn còn kiên dũng. Tiền đế giao cho La Nghệ trấn giữ U Châu, thủ hạ rất nhiều tay tài giỏi, bốn phương trộm cướp không dám đụng đến bờ cõi U Châu. Nếu nài Triệu Vương cùng phu nhân đến, thế nào cũng được tiếp đón chu đáo, săn sóc như một nhà. Nhưng còn ngại nổi lũ đậu kiến đức, thành thế cũng rất lớn, thường hay qua lại xung quanh, cho nên đường đi cũng có phần nguy hiểm. Tốt hơn có lẽ là nơi thứ hai, chỗ Nghĩa Thành công chúa. Tuy ở nước ngoài xa xôi, thuộc đất của Khả Hãn, vẫn còn giữ được thói tục thuần phát trung hậu, không thể nào so sánh được với dân Trung Quốc của chúng ta, tâm địa hiểm độc. Lão thần lại rõ công chúa thuộc dòng tôn thức thất đã suy tàn, chỉ có mỗi dòng này là có thế lực hơn cả, nhưng lại không có người nói giỏi. Trước đây trong dịp công chúa ở xa về chầu tiên đế, tiên đế đã đối đãi rất là thân thiết, huống chi đều là bậc vua, bậc hoàng hậu của một nước láng giềng, trọng tài cai quản mọi sự. Nếu Triệu Vương bằng lòng đi, công chúa nhất định sẽ lấy lễ mà tiếp đón thật lòng, có thể là nơi yên ổn lâu dài. Chỉ có chỗ này mới thật chắc chắn, còn ngoài ra lão thần thật không dám nói đến. Triệu Vương cùng mọi người gật đầu ưng thuận. Sa phu nhân nói: những lời vàng đá của lão tướng đủ thấy già trung kiên, nhưng núi dài sông rộng không biết đi bằng cách nào. Nghĩa thần đáp: nếu ý của Triệu Vương đã định, lão thần này sẽ có cách chắc chắn, nhưng chỉ nên để Triệu Vương, Sa phu nhân cùng Vương Đại Phu. Ngoài ra nghe nói Tiết Mỹ Nhân thạo nghề cung kiếm, cũng nên đi theo. Còn bốn vị phu nhân đây và cháu gái lão thần đi thì có nhiều điều không có tiện. Bốn vị phu nhân nghe đến đây đều rơi nước mắt mà rằng: chị em chúng tôi năm người thề cùng nhau sinh tử, xin nhờ lão tướng quân nghĩ cách chu toàn. Nghĩa thần đáp: xin đừng ngại, lão thần này hỏi thật bốn vị phu nhân đây, có thật là cảm ơn sâu nặng của tiên đế quyết lòng thủ tiết, hay là chẳng qua chỉ đợi thời rồi tìm cách để sống nốt quãng đời còn lại? Tần phu nhân đáp: lão tướng quân nói đến điều ấy là sao? Xin đừng nhận nhầm bốn chị em chúng tôi là hạng phụ nữ tầm thường. Cũng xin được hỏi lại lão tướng quân, lão tướng quân có định lại là ra cửa theo lũ nghịch hay chăng? Nếu lão tướng quân còn tiếc rẻ không muốn bày cho chúng tôi kế hay chức lạ, thì chị em chúng tôi phải đến bờ sông theo Tam Lư Dại Phu thì cũng chẳng có gì khó. Tam Lư Đại Phu chức quan của Khuất Nguyên, quan nước Sở, bị bọn gian lận nói xấu, vua Sở đuổi đi không dùng, bèn nhảy xuống sông mịch la để tự tử. Nghĩa thần nói: không phải lão thần tiếc một kế sách nhỏ, lúc này một khắc một quý, nhưng rồi ra tháng rộng ngày dài, liệu có qua được hay không? Địch phu nhân lên tiếng:
lão tướng quân lấy địa vị của một bậc trung thần nghĩa sĩ, một kẻ trượng phu, mà nhìn nhận phụ nữ chỉ là kẻ dập dờn theo sóng nước, chẳng việc gì phải tính kế lâu dài. Nhưng gần đây lão tướng quân đã nghe được chuyện Chu Quý Nhi, Viên Bảo Nhi đã cùng Lương phu nhân mắng lũ nghịch tặc, nêu gương tiết nghĩa, thay nhau tuẫn nạn, khiến cho quân thần triều tùy đủ thẹn với mình. Phương chi chị em chúng tôi sống trong cảnh phồn hoa, chịu ơn dày của chú thượng, mà lão tướng quân vẫn còn ngờ chị em chúng tôi có lòng khác. Nếu không nói rõ được chí mình thì làm sao mà mọi người tin được? Địch phu nhân rút ngay một lưỡi đoạn đao dắt ở dải quần, rạch lên khắp má phải má trái, khuôn mặt đẹp như hoa của mình. Tân hạ lý. Bà phu nhân thấy địch phu nhân làm thế, người nào cũng đến rút ra mỗi đoạn đao. Sa phu nhân Đình Đình, Giả Nhi, Tử Yên đều quán hồn, vội vàng túm lấy tay để ngăn lại. Nhưng trên gương mặt người nào cũng đã thấy những vết rạch, máu chảy loang khắp mặt. Nghĩa thần vội đứng dậy bái lạy mà rằng: thật là lão thần lỡ lời bất kính, cũng thật là không uổng tiên đế suốt một đời chung tình, nhưng cũng xin các vị phu nhân hãy tự thương lấy thân mình. Triệu Vương đứng dậy khỏi ghế, kéo Nghĩa thần dậy. Nghĩa thần nói với bốn vị phu nhân: cách đây khoảng 2-3 dặm có thôn Đoạn Nhai, cả thôn chỉ có khoảng 10 nhà, tất cả đều thật thà và hiền lành. Có một cái am nhỏ gọi là am Nữ Trinh, một lão ni cô coi sóc ở đó, vốn là mẫu thân cao khai đạo, người Thương Châu, chồng chết từ lúc còn ít tuổi, ở vậy mà thờ chồng. Ni cô hiểu biết hơn người, sáng suốt, thấy ra con mình đã đi làm giặc, chẳng thể nên công chuyện gì, nên cố tình rời về đây, tìm đến cái am này để làm chỗ gửi thân suốt cuộc đời. Là nơi khó thấy được vết ngựa xe qua lại, nếu các phu nhân bằng lòng vào đây tu đạo thì chắc chắn là có thể yên ổn suốt đời. Còn như những thứ chi dụng hàng ngày, lão thần xin cung đốn đầy đủ, không thiếu một thứ gì, các phu nhân không cần phải lo lắng gì cả. Bốn phu nhân đều nói: thấy thì thật tốt quá rồi, đủ để sống nốt quãng đời thừa này, nhưng liệu đến ngày nào có thể đi được? Vương Nghĩa thưa: cần phải xem ngày nào tốt rồi sai người đến nói trước với lão ni cô, rồi lúc đó hãy đi sao? Hạ phu nhân đáp: sự đời đến như thế này, còn gì phải chọn ngày, xin lão tướng quân sai người đi bàn trước với lão ni ngay cho là hơn cả. Nghĩa thần sai tiểu đồng lấy lịch thư xem ngày, vừa mai ngày mai là ngày tốt. Tất cả đều ăn uống xong, các phu nhân cùng Triệu Vương vào bên trong. Nghĩa thần sai tiểu đồng dắt ra 2 con la, dặn người nhà đóng nhà cửa cẩn thận. Tiểu đồng theo hầu rồi cùng Vương Nghĩa đến am Nữ Trinh ở thôn Đoạn Nhai để bàn bạc với lão ni. Lão ni vốn nghe tiếng Nghĩa thần là bậc trung thần nghĩa sĩ, lại vốn là trụ trì, liền ưng thuận ngay. Cả hai lên đường quay về. Vương Nghĩa nói với các phu nhân biết am Nữ Trinh phòng ốc sạch sẽ, quang cảnh u nhàn thế nào. Các phu nhân nghe ra cũng lấy làm vui mừng. Tử Yên nói với Nghĩa thần: thưa cậu, cháu cũng muốn được xuất gia cùng với các phu nhân vào am sống nốt quãng đời còn lại. Nghĩa thần đáp: cháu cứ ở lại đây đã, ta hãy còn có chuyện để muốn nói. Tử Yên lặng lẽ lui vào. Qua một đêm canh năm hôm sau, Nghĩa thần mời bốn vị phu nhân xuống thuyền. Sa phu nhân cùng Triệu Vương, Giả Nhi, Đình Đình đều nói: giờ thì mỗi người mỗi nơi, chẳng biết rồi còn có ngày để gặp nhau nữa hay không. May mà trời còn thương thì còn có dịp trở về Trung Nguyên. Cũng nên biết chỗ ở của nhau để mà tìm nhau, nên phải được tiễn đưa lần này. Nghĩa thần thấy tình cảnh như vậy cũng không nỡ cản ngăn, đành để mọi người đưa tiễn, rồi dẫn theo Tử Yên, vợ chồng Vương Nghĩa xuống thuyền. Đến am lão ni cô ra đón, cùng với 2 ni cô giúp việc, một người là Trinh Đình, một người là Trinh Tính, tuổi vừa 14-15. Lão ni cùng các phu nhân làm lễ chào hỏi họ tên, rồi sai 2 ni cô cùng đưa mọi người đi lễ các điện.
Nghĩa thần đưa ra 20 lạng bạc gửi cho lão ni. Lão ni nói: cháu gái lão tướng quân chưa phải là lúc tu hành đâu, sau này hãy còn nhiều lần gặp gỡ lạ lùng đấy. Nghĩa thần đáp: đúng thế, ta cũng không bảo Tử Yên nó vào am đây đâu, đưa tiễn các phu nhân đến đây rồi lại phải quay về. Lão ni giữ mọi người dùm cơm chay. Mãi chiều xa phu nhân, Giả Nhi đình đình cùng 4 vị phu nhân khóc lóc thảm thiết để chia tay. Bọn xa phu nhân cùng Triệu Vương xuống thuyền quay về nhà Nghĩa thần. Nghĩa thần sau đó sai Dương Phương nghe ngóng tin tức, chờ được thuyền lớn đến liền đưa Triệu Vương, xa phu nhân, Giả Nhi cùng vợ chồng Vương Nghĩa lên thuyền đến tận chỗ Nghĩa thành công chúa. Chính là ở đời lắm nỗi khổ đau, sinh ly tử biệt, khổ nào khổ hơn.